Lấy ngay giấy bút ra đây và ghi lại 7 điều quan trọng mà bạn cần lưu ý nếu không muốn mất tiền cho các dự án crypto scam nhé. Chắc hẳn những người mới bước chân vào thị trường sẽ không tránh khỏi tâm lý sợ sệt trước những tin tức về các dự án scam hay là các vụ hack được diễn ra trong thời gian vừa qua. Thì sau đây là vài tip nhỏ mà Quyên và Fomonista sẽ chia sẻ cho bạn, giúp bạn phần nào phòng tránh được rủi ro và bảo vệ tài sản của mình trước những tin tức tiêu cực như trên nhé. Tip 1, hãy chú ý đến cách mà đồng token đấy được quảng bá và truyền thông trên các trang mạng xã hội. Bất kể một dự án nào đều có một nhóm đối tác thực hiện việc marketing, bao gồm các kênh truyền thông, các influencer là những người có sức ảnh hưởng, có lượt follow cao trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, đừng vội tin những gì KOL và các influencer nói, hãy kiểm tra thật kỹ lịch sử marketing của họ. Đặc biệt là đối với những shiller, những người thường hay đề cập đến giá và đưa ra một cái target trên trời cho một dự án nào đấy. Tip 2, kiểm tra lý lịch, nguồn gốc, xuất xứ của đội ngũ phát triển dự án. Việc thuê một portfolio để phát triển một dự án ở thời điểm hiện tại là không khó. Tuy nhiên, nếu có thể hãy kiểm tra lại thông tin của đội ngũ dự án, một số điểm đáng để xem xét như: thứ nhất là kinh nghiệm của đội ngũ. Đội ngũ đã có kinh nghiệm làm về các dự án crypto hay chưa? Dự án đó đã thành công hay thất bại? Một số profile có 5 đến 10 năm kinh nghiệm trong thị trường, tuy nhiên thì thị trường crypto mới chỉ bùng nổ 3 đến 4 năm trở lại đây thôi. Hay một số dự án có thành phần core team xuất thân từ các cộng đồng, thường là một số founder của cộng đồng chưa từng có kinh nghiệm làm dự án. Vậy nên hãy cẩn trọng kiểm tra lại thông tin của những người đó. Và cuối cùng là hãy kiểm tra vị trí advisor, người cố vấn dự án. Đây là một mắt xích vô cùng quan trọng, vì vậy hãy tìm hiểu thật kỹ năng lực cũng như là thông tin của họ. Tip thứ ba là đọc kỹ white paper. Việc đọc một bản white paper và để hiểu về nó đối với một người mới là điều không hề đơn giản, kể cả là những người đã tham gia thị trường lâu năm cũng vậy. Tuy nhiên, nếu có thể hãy kiểm tra nó. Trước mặt là kiểm tra sự chỉn chu, tâm huyết của đội ngũ có đặt vào dự án hay không nhé. Cũng có thể chúng ta sẽ gặp một thông tin hay là một ý tưởng nào đấy được copy bởi một dự án đã xuất hiện trước đó. Tip thứ tư là cách mà dự án phân phối token. Nhắc nhở cho bạn một điều này, nếu có một ví nào đấy đang nắm giữ hơn 20% tổng token của một dự án, hoặc tổng giá trị mà 10 ví random đang nắm giữ trên 20% token của dự án, thì đây chính là một dấu hiệu của một dự án rug pull đấy nhá. Tip thứ năm, kiểm tra thanh khoản và tổng giá trị token được khóa, hay còn gọi là TVL. Một dự án có cả tính thanh khoản và TVL cao cho thấy rằng nhà phát triển đã có đủ tiền để bắt đầu và trả thưởng cho các khoản đầu tư của bạn. 6. Hãy đảm bảo rằng dự án đã được audit. Audit là công việc kiểm tra các lỗ hổng bảo mật của dự án, kiểm tra các đoạn mã, code trong sản phẩm để đảm bảo sản phẩm khi được sử dụng sẽ tránh được các rủi ro về các lỗi code, hacker. Ngay cả khi mà một dự án đã được audit thì họ vẫn có cơ hội để rug. Tuy nhiên, cơ hội thấp hơn đáng kể. Dù vậy, tốt hơn hết là bạn nên thực hiện thẩm định và đọc qua các bản audit của các dự án đó nhé. Bên cạnh đó là việc kiểm tra uy tín của các đội ngũ đã audit cho dự án đấy. Và cuối cùng là hãy quản trị rủi ro thật tốt. Nếu bạn thấy dự án có nhiều điểm đáng ngờ, tuy nhiên bạn vẫn muốn FOMO vì trend hay là bất kỳ lý do gì, thì hãy bỏ ra một khoản tiền nhỏ để xổ số và đừng đầu tư quá nhiều nhé. Bạn còn biết tip nào hay ho hơn nữa không? Hãy comment phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên follow Fomonista để nhận những tin tức mới nhất, nóng nhất về thị trường crypto. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!